Dạ, xin kính chào cô chú bác anh chị em đang theo dõi kênh YouTube Thầy Vũ Thuốc Nam nha. Hôm nay là ngày 12 tháng 1 năm 2024 ha. Thì đoàn của cô Thủy ở Hòa Lạc và Khánh Hòa và một số anh em ở Phước Quảng đã hoan hỷ sắp xếp thời gian, nhín thời gian đi sưu tầm rễ gõ chanh cho nhà thuốc. Thì bây giờ mình chuẩn bị xe, mình lấy xe tải đi để ra ngoài này, sân bay khu công nghiệp ở Châu Đốc. Để mà mình thu hoạch rễ chanh thì mình sẽ chia sẻ hoạt động cùng quý vị ha. Mời quý vị và các bạn đồng hành cùng mình ha. Nhà bàn cũng vậy. Dạ. Là thấy một cái đoàn cũng rất là đông quý vị ạ. Giao cái cô giao đồ ăn. Ở đây là mấy anh em cộng sự với dạ. Rất là đông cô chú bác anh chị em đã sáng giờ làm. Dạ. Bữa nay là 50-60 đó ông thầy ơi, bữa xưa nó còn một tốp nó đang tới nha. Vậy hả? Dạ, bữa nay vậy là đông rồi. Dạ, rễ chanh là tốt dữ tạng. Wow, quá sao tốt luôn, rễ chanh cộng bành bành không có gì ơi. Ông nào cũng nói nó mập mà hơn anh Tăng nữa. Chưa ăn, ăn mập nữa. Đó là anh Tăng nhà thuốc ha, dưới đây là cũng các chú các anh trong cái đoàn sưu tầm ha. Dạ, lời nói đầu tiên xin gửi lời chào quý vị cô bác anh em cộng sự nha. Quay ông cắt là nhiều đâu, phải lên TV lắm đó. Dạ. Quay anh thiệt rồi. Không phải là TV. Dạ dạ dạ. Anh này anh nói anh trốn vợ anh đi, anh không sợ, anh sợ lên TV vợ anh thấy. Nói cho anh em hài hước à, đi chúng vợ đi sợ quay phim lên hình vợ thấy.
Cái này anh em cắt bằng tay luôn á quý vị. Đây là cái cây cỏ chanh ha. Thì mình cũng có chia sẻ nhiều chuyến rồi. Thì cái cỏ chanh này thì nó thường nó áp dụng với cái bài thuốc như là một khoảng nắm cỏ chanh này với một nắm thuốc dồi với cây mía lau. Với trái là hương quả hay gì hay miếng rong biển ha, là mình nấu nước cái mùa nóng nhiệt này nè, mình uống để thanh nhiệt sát trùng ha, trừ ho này kia đó ha. Thì nhà thuốc mình hốt rồi cũng mấy cái mùa nóng này là mình đưa cái rễ chanh này vô là lòng than luôn á, cho nên là cái lượng bà con tới đông, một ngày mình hốt trên 10.000 thang thuốc, thành ra nó hơi bị thiếu ha. Thì ra nhờ các anh các chú đã đi sưu tầm rễ chanh về hỗ trợ nhà thuốc mình hốt từ thiện cho bà con ha. Thì đây mấy cái cây rễ chanh này là cái dùng cát ở đây là cát cồn người ta bơm lên, thì có khả năng là những cái cát cồn này là người ta thu ở dưới những cái đáy sông, là do ở trên núi mình có cỏ chanh đó, nó rụng hột rồi nó trôi theo cái con nước xuống đáy sông rồi người ta hút lên, thì trong đó nó có cái hạt, thành ra là nó người ta chưa cắt nhà, chưa có làm công trình thì nó lên theo các cái khu dân cư rất là nhiều luôn ha. Cỏ chanh thì nó thanh nhiệt ha, giải độc tiêu viêm rồi sát trùng trừ bạch đới khí hư này kia các thứ ha. Rồi nó sổ tiểu thì nó chữa được nhức mỏi ha, thường là có cái gì đó nóng trong người, cái gan nó nóng thì nó ảnh hưởng qua cơ xương khớp nhất, thì mình uống cái rễ chanh này là như mình nói đó, mình có thể phối hợp vô thang thuốc thêm trị đau nhức xương khớp, ví dụ như là mắc cỡ, lá lốt rồi kim can ha, rồi cây dâu rồi trời mồi này kia các thứ ha, rồi thêm nữa là dù không thấp này kia thì chùm gửi này kia ha, chùm gửi dâu này kia. Thì ở đây cái rễ cỏ chanh này nó rất là mập luôn quý vị, nó cây nó cũng thưa thôi nhưng mà nó cao ha, nó tốt mập, rất là mập luôn mà dễ lấy nữa, dễ lấy hơn so với trên núi mình, núi mình đào về đụng đá không à. Ở đây người ta thổi cát lên thành ra cát nó xốp, rồi nó cũng dễ nữa. Quá trời luôn, nguyên đám cỏ chanh này quá là bự luôn ha, quá nhiều luôn. Dạ chú, cho con hỏi chú ở đâu chú? Ở Hòa Lạc. Ở Hòa Lạc ha. Dạ. Rồi bữa nay mình đi trước đoạn, còn nghe nói còn đoạn đó hả chú? Dạ dạ. Như cô Thủy chưa qua hả? Chưa. Thì cô Thủy chắc lo đồ ăn quá. Rồi hậu cần. Dạ. Ok là vô ngồi. Ok. Cái này nó mềm á anh em, sắn dễ đào, dạ, đào, đào nó dễ, rễ nó tốt luôn, rễ tốt. Rễ cỏ chanh cái lóng nào lóng nấy nó bành bành không à? Đúng rồi. Tiền ơi, đào cho chứ nhanh tao đi. Con đang nghỉ mày. Hai chú này giống là giống có bà con quá vậy. Không có. Dạ. Không có. Dạ. Mà đi làm với là nó mớm nó giống nhau. Thôi có nhìn sao y gan à. Ông chú, ông ngày ước ông ơi. Thêm chú đó nữa kìa. Dạ. Giờ nó mưa chạy đây nè. Chú này làm cũng vui ha, hài hước. Cũng có các chị em theo mấy quý vị, chị em theo vũ tiếp ha, dù ai có sức thì đào, ai trẻ khỏe thì đào ha, đào lên rồi cái còn lại thì vũ, rồi chừng nào về nhà thuốc mấy anh em mình mới lấy cái máy chặt ra, còn không có cái máy chặt bằng máy thì mình sử dụng cái máy chặt bằng cơm mấy quý vị, vì bữa đó chặt bằng cơm hết bữa rồi. Chặt bằng cơm nó đều hơn, tại cái máy kia của Nhật gửi qua cái lưỡi nó bị hư rồi, chặt nó chậm nhầy, nó ba hồi đứt dài ba hồi đứt ngắn, nó hơi bị rối. Vũ sạch á, mình chặt bằng tay, cái mình phơi xong cái mình bỏ vô cái máy, mình dê lại, quánh lại cái nữa cho nó rụng ba cái, mà cái bẹ lá nó ôm cái thằng thân rễ nè. Vũ sạch đi ha, ở trong mấy chỗ bán thuốc nam người ta làm sạch lắm. Thì quý vị biết ha, hiện tại cái mùa nóng nhiệt này nè, lúc trước là cái rễ chanh này là 90.000 một ký khô nha,
Và hiện tại nó nếu mà nó hơi bị hiếm, có thể nó có giá trên 100.000 á, 100-110.000 một ký rễ chanh khô ha. Người ta xử lý rất là đẹp. Dạ, Tấn Thành với Ngọc phải không? Thôi làm đi, con nói hoài, nhà tài trợ chính á. Dạ. Các cô nói không à. Dạ. Thì hai chồng là đi đâu nữa vậy? Cà phê Tấn Thành với Ngọc luôn ha. Dạ. Nguyên mũi luôn hả? Ở đâu quay ai ông Ngọc mà. Quay mấy tới nghe. Tôi tưởng là nó không này tên. À, vậy xin chào luôn đây. Quýnh mũi quay Ngọc đó quay ở nhà bàn. Dạ. Lần này là đi lần thứ mấy rồi hết con? Hết biết rồi, nhiều lắm. Hết biết luôn hả? Đi quá trời nhiều lần hết biết luôn rồi. Dạ. Cái gãy này nó nhiều hơn ở dưới Thanh Bình. Phải không? Lấy cái gì? Bình Hòa, khu công nghiệp Bình Hòa. Dạ. Nhiều hơn, nó bự hơn luôn. Dạ, dạ. Quá trời dài nè, thấy cây nó thưa mà gãy nó nhiều quá. Dạ. Thưa đâu, cái này nó trồng bự bự. Cái này mà nguyên đại này mà đi kiếm mà bán một ký chắc 3 triệu mới được á. Dạ. Hay nhầm lắm. Dạ, dạ. Lậu sáng giờ ăn hết 30 triệu rồi. Rồi ăn sáng giờ 30 triệu rồi á. Anh đào anh về phía luôn. Ông chỉ tôi mà tưởng tôi ai. Cái môi tao là tao phải không gì đó. Cái này một xe thì mình hết cỡ bao nhiêu mới mới hết thầy giáo dũng? Dạ, cỡ này bà con đông rồi thành ra hốt nó cũng mau hết. Nói chung một ngày rễ chanh này mình phơi khô thẳng thét mình hốt cũng cỡ 4-5 bao á. Rễ chanh này dưới gì vậy? Bây giờ rễ chanh này nè, cái mùa nóng nhiệt này nè, ông thấy ở ngoài chợ người ta hay gói sẵn một nắm á, là rễ chanh nè, thuốc dầu tía nè, với mía lau nè. Đó, rồi mình để thêm trái la hấn quả gì vô nữa, hoặc miếng rong biển vô nữa. Là mình nấu, mình làm nước uống, ví dụ nấu 6 lít nước còn 3 lít để trong gia đình mình uống uống ấm ấm hoặc là uống nước đá cũng được. Là nó trị ho, thường là cái mùa này là mình bị ho nhiệt đó. Để ta cho mới hết. Ờ, vậy là một đoàn cô chú bác qua nó quý vị. Có tới 40-50 người lắm rồi. Dạ, bữa nay là đông bà con đi hỗ trợ nhà thuốc đông dữ lắm ha. Là 40-50 người nữa. Thì cô Thủy có đi sao cổ ở nhà cô nấu đồ chay đồ thiếu gì nấu cơm nước chay đồ ăn sáng ăn trưa để hỗ trợ dạ cũng có người hỗ trợ bắp chợ dưa hấu hồi nãy cái mình lúc mà mình mới ghé xe lại có cái cô đó cô ghé cô gửi bắp thì đoàn đi lấy thuốc thì cũng có số nhà hảo tâm người ta nghe thôi ta biết cái ta hỗ trợ cái gì quá trời rễ chanh tốt như vậy không dài dài không hồi nãy mình so sánh nãy ra mập hơn anh Tăng tại anh Tăng anh chưa ăn sáng quá trời luôn cộng bành cái này gãy này nó thưa nhưng mà nó tốt. Dạ. Nó tốt hơn ở dưới Bình Hòa. Dạ. Bình Hòa dày hơn. Dạ. Ở đâu ạ? Dạ ở đây mình khô ráo nè. Bên đây bên đây nó cây nó dày hơn bên kia nó hơi thưa. Dạ, bên đây nó dày rễ nó nhiều. À, mấy anh em mình để đầu đào lên. Cái dít thảy lên cái mấy anh em cô chú ha. Ở đầu vũ. Vũ nó gồm vũ nó dạ yeah. đây hả là chú Bảy Tụng đó hả đầu trưởng luôn hả dạ đây có phía sau có tổ thuốc trồng thuốc nam Bảy Tụng luôn bây giờ quá quý rồi được cái tổ thuốc nam sưu tầm thuốc à. Dạ. Đại diện cho cái xã Hòa Lạc tôi không đó thấy không dân xã Hòa Lạc
Dạ, mà anh em chú bác là ở dưới là xã Hòa Lạc, Khánh Hòa ha. Không có Khánh Hòa luôn hả? Bên đây Hòa Lạc không hả? Hòa Bình hả? Hòa Bình. Kinh Hòa Bình với Hòa Lạc. Lúc mẹ nó mới có. Đi xuống thước không? Dạ, buổi sáng hôm nay ngày 12 tháng 1 năm 2024, Vũ có mặt cùng đoàn sưu tầm thuốc của bà con ở Khánh Hòa, nha, Hòa Bình, giúp sưu tầm cái số rễ chanh ở cái khu vực Châu Đốc, gần sân bay trong cái khu dân cư ở Châu Đốc. Thì hiện tại thì cái nguồn rễ chanh ở trong nhà thuốc á, là mùa nóng nhiệt này như mình nói nãy giờ đó, là nó rất là cần thiết. Thầy thuốc nào cũng cần xài chân á, và cái nguồn chi phí nếu mình đi mua á, là nó tốn khoảng trung bình là khoảng 100 ngàn một ký. Vì vậy thì anh em sẽ giúp sưu tầm cho mình là khoảng một tải, là khoảng một tấn á. Thì như vậy cái giá trị nó rất là lớn. Thì cũng nhờ cô chú bác anh chị em á, là quan hỷ hỗ trợ sưu tầm thì mình mới có thuốc thiện nguyện giúp bà con ha. Thì hôm nay thì cũng chia sẻ cái hoạt động sưu tầm rễ chanh phần 1 đến quý bà con và cô bác ha. Thì bà con cô bác xa gần ở đâu mình thấy có những cái khu dân cư mà rễ chanh nó mọc quen đó, thì xin hãy quan hỷ cho hay chỉ cho mình ha. Số điện thoại ở mình ở đầu clip có đó, mời quý vị điện tới số 0916 45 123 cho thầy Vũ Thuốc Nam, hay để mà mình nhờ quý bà con cô bác anh chị em đến sưu tầm hỗ trợ nhà thuốc về để có thuốc phục vụ cho bà con ha. Trước khi dứt lời clip phần 1 này thì mình xin gửi lời tri ân, lời cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị em đang quan hỷ hỗ trợ nhà thuốc ha. Xin chúc tất cả sức khỏe, may mắn, an lành và thành công ha. Quá bây giờ có cô chú bác quý nhà hảo tâm ha, quan hỷ hỗ trợ đồ ăn cho anh em ha. Hiện nay bữa nay là đông hơn 40 người á, hai đoàn. Bữa nay là có đầy đủ đồ ăn thức uống, bắp chuối, bánh tiêu này kia, cháo quẩy đồ luôn. Cầm đi uống nước chưa ngon. Anh em nào khỏe tay mạnh chân thì làm, còn mỏi mệt chút xíu thì ra ngồi nghỉ ăn sáng bổ dưỡng ha. Đây là một cái buổi sáng. Bây giờ là chưa nghỉ trả luôn, nghỉ lấy luôn con mày luôn lên á. Dạ, kính chào quý vị ha. Đây là một cái ông chú thấy ông cũng khá là lớn tuổi và ông thấy còn khỏe quá, ông đi cùng với đoàn. Dạ thì chú cho con hỏi chú ở đâu chú? Chú ở đâu? Hòa Lạc. Dạ, chú nay nhiêu tuổi rồi? Hả? Chú nay nhiêu tuổi rồi? 67 à. Dạ. Rồi mình có thường đi theo đoàn lấy thuốc không chú? Hả? Có thường đi theo đoàn lấy thuốc không? Đoàn này là tao nói cái đậu có làm. Dạ dạ. Cái hàng cũng có mà cắt củi rồi cắt nhà cũng có. Dạ, dạ. Vậy là ở bên đội từ thiện của Hòa Lạc ha. Dạ. Dạ dạ. Ta bạn phân biệt cái này không có phân biệt. Dạ, ở dạ. Không là. Dạ. Cho hay là cho hay thì cho hay trước còn hai bữa. Dạ dạ, như vậy là các chú các anh các bác là ở trong cái đoàn từ thiện này là không chỉ đi lấy thuốc nha quý vị, là có nghĩa là mọi cái công việc xã hội từ thiện là đóng hàng các nhà từ thiện, làm cầu làm này kia là làm hết trơn. Đó thì nói chung là theo như là các chú anh rảnh thời gian thuốc khởi ham ha, sắp xếp thời gian là từ đó lẫn lộn một ngủ tờ. Dạ dạ, ở đây nhiều hả chú? Quá sao nhiều luôn rồi. Con này bị thắt à? Để chanh này uống mát lắm. Bên đây là ta treo, ta lụm cho lụm. Không lấy bao nhiêu trộn nữa nha.
Dạ. Dạ. Ở nhà bàn. Dạ dạ. Nghe dốc cầu không? À, sao sao ông biết mà ra đang quay? À, cô Thủy. Cô Thủy không có nhờ cô Thủy tiếp tại vì hôm nay bà con đông quá rồi cái nó bị rồi vậy là vậy là được rồi im à. Dạ dạ. Có tại vì mình không biết là mình hỏi rồi. Dạ dạ dạ. Bữa nay bữa đó là cô Thủy hẹn với đoàn là đi bữa thứ năm. Mà sáng thứ năm mình còn dạy á, cái sau đó cô Thủy nói anh em kẹt chuyện này ngay thứ sáu. Ngày thứ sáu là cái ngày mà bộ môn á là mình được nghỉ đi họp á, bữa nay không có họp. Rồi sẵn nhân viên đó. Dạ dạ, nhân viên xách xe cái đem ra ghi hình anh em một chút. Quay có gì ghét nhạc không? Dạ, dạ không. Có nhiều anh em quay từ ghét nhạc đó. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Được các anh em cô chú trợ duyên giúp sức như vậy là rất là quý luôn, để có cái nguồn đủ nguồn thuốc hút cho bà con đó. Dạ. Cũng rất là cảm ơn anh em cô chú bác, rồi cũng gửi lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể anh em cô chú bác và gia đình, là nói chung là cũng được nhiều sức khỏe. Năm cũng sắp hết rồi, năm Tết cũng sắp đến, thì cũng kính chúc cái bà con cô chú bác anh em cái Tết năm nay ăn Tết lớn, rồi được nhiều may mắn, thành công, thịnh vượng, và hy vọng là sẽ được hỗ trợ giúp đỡ nhiều hơn nữa để có thuốc giúp bà con ạ. Dạ, vậy cũng thay mặt anh em cảm ơn chú Vinh nhiều, chú Vinh ơi. Dạ dạ, em cảm ơn. Dạ dạ dạ. Để lấy xuống thoại lần thôi mình anh đọc luôn đi, anh đọc luôn đi, có gì nói vậy cái em nhớ. Số điện thoại là 0987 843 544. Dạ, 0987 843 544. Dạ 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 dạ, dạ cảm ơn. Rồi, thì anh em mà có dịp nào mà đi lấy thuốc lấy gì đó thì anh em cứ liên hệ đi, nếu mà rảnh là anh em đi rồi. Dạ dạ, cảm ơn. Sư phụ. Nên cái ông bị chơi nhớ ra, ông nói hơn cái nữa tại cái ông mà xách vali ấy hả? Không, cái ông cái chết bị chơi nhớ cuối cùng đó, đó là cũng tưởng nhà thuốc rồi đó. Dạ dạ dạ. Nói cho ông cạo ông là nói một hai câu cứ thôi. Dạ dạ, để theo ghi nhận qua phòng 1 đấy. Thằng Tuấn kia đây là ông chú Bảy. Chú Bảy nè, lấy cái này qua cho chú Bảy không? Dạ, đây. Dạ đây là chú Bảy. Chú Bảy đợt không đi Hòn Đá Bạc về đó, có ghé nhà thuốc với chú Bảy tham gia tích cực lấy thuốc lắm, chuyến nào mình nhiều cũng thấy chú Bảy đau giò. Lâu lâu hơi bị nhức giò, bữa nay cái giò chú Bảy phải im cho chú Bảy này đỡ nhiều rồi. Dạ, ở đi mấy chuyến rồi đó. Dạ đi Hòn Đá Bạc hay là Phú Quốc? Hồng Nhâm Bà. Nhâm Bà. Bà với Phú Quốc nữa. Đi Phú Quốc luôn. Ừ. Phú Quốc đi qua. Phú Quốc là về lết luôn. Dạ. Nói chung nhiều chú anh em á là. Coi YouTube rồi phải có hình của ông Bảy luôn được nha. Dạ dạ. Nó ngay đi về rồi cũng nhờ thuốc của ông thầy nè, thuốc uống hết mấy chục can vậy đó. Đúng gấp là tên thầy Vũ. Dạ, thầy Vũ thuốc Nam. Thầy Vũ thuốc Nam ha. Dạ. Gõ lên có để gõ vô được vô mới gặp chị Huynh mới coi được. Dạ dạ. Mình gõ lên cái hoặc có số người ta gì. Ông ấy số ông ấy đây rồi có gì cái liên hệ với thằng này cái người ta tiếp nhau. Dạ dạ. Có thiếu thuốc gì nhờ nữa em hôm rảnh là tính ngày quý rảnh là đi à. Dạ. Hả? Dạ. Cho con gắn gắn cái mít nha. Cái anh em huynh đệ chú bác đi sưu tầm thuốc được ra gần khu vực Châu Đốc nè,
cũng có rất là nhiều nhà hảo tâm, người ta thấy và anh em sưu tầm á, người ta chợ cơm chợ nước của gì, và có bánh. Chú ở đâu chú? Tôi ở Thái Ba Trôm đây nè. Dạ dạ, rồi chú Quang Hỷ hỗ trợ bánh cho anh em với nữa. Tôi thiện. Dạ. Rồi, tôi chở đồ bút vô lâu qua rồi không chở hù lần không mấy ông ghé được. Rồi thuốc hút ai lấy hút rồi lấy hút hút. Dạ dạ, con cảm ơn chú. Dạ, chú hỗ trợ bánh bánh chuối chiên. Nước uống gì dạ. Đó, rồi, tôi lo. Dạ, quý. Tôi có bên từ thiện đó. Dạ, chú thứ mấy? Từ thiện chú cũng đâu biết. Dạ dạ, dạ dạ, chú thứ mấy tên gì chú? Năm Miên. Năm Miên, chú Năm Miên. Gần ngã ba Chùa Ông là dạ. Đổ đàn đó. Dạ, gần ngã ba Chùa Ông ha, đổ nóng đổ đàn ha. Ừ. Dạ, chú Năm Miên ha. Dạ, con đại diện anh em sưu tầm gửi lời cảm ơn chú rất nhiều nha chú. Được rồi, có gì đâu mà. Dạ dạ dạ. Có đại diện không? Đại diện tôi cũng lo tiếp cái lương thực chứ. Dạ dạ dạ, quý quá. Dạ, con cảm ơn dạ. Cái được cái bà con ở xung quanh ha, mình đi anh em đi làm thiện nguyện là làm thuốc nam, người ta biết mình làm từ thiện ha, thành ra là xung quanh người ta thấy, người ta quan hỷ, người ta hỗ trợ bánh trái với thuốc thuốc hút nè. Có thuốc hút nha anh em nào, thuốc có thuốc hút anh em ơi. Thuốc hút để đây đi. Dạ. Dạ. Mỗi người chung tay góp sức ha, mà ai có sức góp sức, ai có của góp của để có cái nguồn thuốc phục vụ bà con ha. Vũ rất là cảm động trước những cái tình cảm, những cái tấm lòng của bà con cô chú bác, thì xin tri ân và cảm tạ công đức của tất cả quý vị ha. Không gian đào có gì quá trời gì. Đây gửi cho anh đây mấy bạn không? Ơi rất là nhiều luôn. Nó dít lên một len là nó như vậy nè. Đây là mọi người á. Quá khứ luôn. Nam. Đảo đó hai ba. Đảo này gì. Đây chuẩn bị cho bữa mùng 1 đi lấy. Rất mong được sự quan hệ hỗ trợ ha, để nhà thuốc thiện nguyện mình có cái điều kiện mà còn đủ nhân viên để phục vụ bà con hoài hoài luôn quý vị ơi. Dạ bữa nay cái ông trời ông cũng phù hộ mình ha, cũng có mây mùa này mà cũng có những cái đám mây che nắng vậy, cho nên giờ này là chưa có nắng đó chứ thôi nắng dữ lắm luôn á, cho nên là thời tiết bữa nay là ủng hộ mình ha, ủng hộ các anh em chú bác. Không biết nè. Dạ. Chớ ừ, thầy giáo không biết làm đó, tao ngoài người ta chỉ gì đó đồn, nó tao hút uống cho người uống chịu lắm. Dạ. Ngay thuốc mình lựa, thuốc vườn cũng thuốc lựa, mà thuốc đảo cũng lựa, mà thuốc bắc mình cũng lựa luôn đó. Cũng chúc cho ông giáo làm cái này cho nó bền nó mỹ luôn. Dạ, dạ. Thì nói chung có bà con cô chú bác hỗ trợ thì có nguồn thuốc, có hoài làm hoài à. Chừng nào mà hết nhân viên mình mới nghỉ, chứ còn nhân viên hoài là làm hoài. Nhân viên chắc còn rồi đó. Dạ. Tại vì mấy huynh đệ của nhóm của mình hiện nay tách ra khoảng 10 điểm vậy đang không, chứ không phải một. Quan trọng dạ. Có qua tay hút thuốc cho bà con mau hết bệnh. Dạ. Từ tiếng đồn đồn xa nữa, càng xa nữa. Thầy thuốc mình chết nghỉ rồi mới hết cho hết. Dạ. Dạ. Dễ gì mình ví dụ mình hết cái đời của mình thì cũng còn già. Chuyện người nói chứ không hết đời không luôn đâu. Hết cái đời mình cũng còn truyền nhân sau à, cũng còn mấy huynh đệ sau tấn lên chứ. Dễ vậy. Hết mấy cụ đạo cũng hết nổi rồi. Dạ thì tới con tới thế hệ con mình. Không. Tới mấy nhỏ lên. Đúng rồi, còn mấy ông đem ra 2 cái bóp 100 luôn. Ông ấy kiểu này phải có chuyện mới vui vẻ. Dạ dạ đúng rồi. Lát nữa có ai nhức lưng nhức phổi là bệnh hoạn gì đó, bắt mạch nó không muốn gỡ ra luôn nghe. Có men rồi đó. Rồi di động luôn có sao đâu. Nhức lưng gì đó. Có bệnh tao nhức gân giò quá. Bữa nào xuống quay nhà thuốc nằm ở đâu, ở của cô Thủy ở đâu?
Bình, Hòa Bình, à, Hòa Lạc, à, Hòa Lạc, Phú Giang, qua Bến Đỏ, rồi rồi là qua là muối thảo dược đó, hay gọi là muối thảo dược, muối ngâm với thảo dược phải không? Thuốc ấy lên đó phải không? Nhiều loại thuốc đó. Dạ dạ. Lăng rồi lá lốt rồi. Dạ dạ dạ. Ở Hòa Lạc ha. Nó nhanh cho số đi cái bữa nào thường mình làm ở đó là mình làm ngày thứ mấy? Ngày nào cũng làm. Ngày nào cũng làm chứ ha. Để thường làm buổi sáng đông hay là buổi chiều đông? Con cũng hên xui nó. Là gai phải không? Bữa nào mấy bà con ấy thì lại sớm đi lại trễ chừng. À, như vậy là cái nhà thuốc nằm muối đó là mình mở lâu chưa? Lâu rồi. Mở lâu rồi phải không? Dạ. Là muối gan rồi cái thảo dược mình chặt nhỏ ra cái mình để lót đó, mình nằm lên. Dạ. Mà mỗi lần nằm vậy cho chắc cỡ khoảng 20-30 phút ha. Không có em có cả tiếng nữa. Cả tiếng ha. Cả tiếng muối nó nguội rồi mình xử lý làm sao? Như mình lấy về mình ngâm chân. Dạ dạ. Tê. Dạ dạ. Còn bà con nào không lấy thì nhà thuốc xử lý sao? Dạ dạ. Chắc cả nhà chứ biết. Là địa chỉ là mình đi tới đó làm sao mà biết? Để hỏi nhà thuốc của Tư Lơ. Ông Tư Lơ ha. Dạ. Tư Lơ ở ấp Hòa Bình 1 xã Trái Hòa Lạc. Dạ. Dạ có nhà thuốc mà nằm muối thảo dược hay vậy rồi để hôm nào mình rảnh mình sẽ theo yêu cầu của anh mình sẽ tới mình ghi hình thực tế. Cũng nhiều người quay lắm rồi, của Lê Trang ở Vĩnh Điều cũng ra quay á. Dạ dạ dạ. Không biết. Mày nói cái con phải phải rồi bạn ơi. Cái bằng lái của nó hay chứ lợi cái đó. Em đi nhà thuốc nào chú Quỳnh? Dạ ở nhà thuốc thầy Vũ ở nhà bàn. Thầy Vũ nhà bàn ha. Dạ. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi bà con. Đó, đội trưởng đó, ông thầy Vũ ơi, giờ ông liên hệ với ông đội trưởng đó, có liên hệ đó. Trên này đúng không? Dạ. Dạ. Cái chú gọi luôn đi. Dạ dạ. Chú gọi đi, chú nào có gì thì dạ em chào anh tên gì thứ mấy anh? À, tên Tùng thứ năm. Dạ là anh như chú kia nói anh là đội trưởng bên xung đột có đâu, cũng là anh em ở đó mình rủ anh em đầu đi làm những việc từ thiện nào á, rồi mình thấy được rồi mình đi chú Quỳnh ơi. Dạ. Chứ anh em không có nào ai đội trưởng đâu có gì đâu. Dạ dạ, nói chung thì phải có cái người đại diện. Dạ, dạ. Nhưng mình đại diện mình rủ anh em đầu đi làm như các nhà hoặc là cứu nạn. Dạ. Bất cứ rồi như ấy thuốc rồi đó thì rảnh làm đi anh. Dạ mình anh. Mình tham gia này lâu rồi chứ anh? Cũng cỡ 3 năm nay rồi. Dạ mình mà mới nãy như em nghe nói có anh phải anh chị nãy đi anh phải xếp vali trốn vợ anh đi rồi anh cũng hơi khó khăn. Chắc anh nói chơi phải không? Anh nói chơi, nói chơi. Dạ, dạ. Thì anh em mà tới nữa có công việc nào từ thiện gì đó cũng liên hệ nếu mà rảnh là đi rồi. Dạ, rảnh là anh em đi làm. Dạ, dạ, à. Việc nào cũng làm rồi, việc từ thiện nào cũng làm. Dạ nói chung tại vì anh nói vui vậy đó chứ mình thấy phụ nữ cũng có tham gia trong đây nữa nè. Ờ. Dạ trong có đợt trước em thấy mấy chị em phụ nữ tham gia cũng nhiều á. Ờ. Dạ cũng như bình thường á là anh em cô chú bác mình ở bên quê mình là làm gì ạ? Thì em bây giờ bển cũng có cái nhà thuốc là nằm muối. Dạ nhà thuốc. Mấy anh em cũng lại đó làm nhưng mà cỡ này thì nói chung cũng hơi ít ngờ rồi mà chiết ra cho để một hai người ở nhà thôi, còn anh em mà đi mặn gì khác. Dạ dạ. Là của chú Tư Lơ cậu đó là cậu Tư. Dạ dạ. Chỗ đó là nhà thuốc của cậu Tư Lơ. Dạ, hôm nay cũng có anh yêu cầu hôm nào em sắp xếp thời gian em sẽ qua em gì. Rồi anh yêu bệnh đi, anh có bệnh nhất sống gì đó hay là tốt gì địa điểm gì đó qua bệnh nằm. Dạ 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 được. Hay là ai bệnh nhất gì đó anh cứ chỉ của bệnh. Cái đó kết hợp được để có gì em qua em tham khảo. Dạ rồi rồi. Dạ, dạ để có bà con ấy em cũng sẽ giới thiệu qua bên đó luôn. Rồi anh cứ giới thiệu đi, qua bệnh cũng nằm thuốc chứ cũng có bấm một hai gia nguyệt đồ gì đó để cho thông đồ á. Rồi cái không có xuống vỏ bấm nguyệt. Rồi cái cho em hỏi thêm là cái cũng như mình đi như vậy bình thường là anh em ở quê là mình làm nghề gì? Ở nhà thì cũng làm nấu ăn ruộng đồ này cái nọ với nuôi cá đồ gì đó để nuôi vợ con. Đủ thứ nghề cho anh. Rồi mình đi như vậy thì cái nguồn kinh phí ở đâu mà mình có mình đi anh? Này là do nơi vợ nó cấp cho mình đi chứ không có ai cấp.
Dạ, tự túc từ cái tự túc mình của, dạ, của vợ hay vợ là... vợ nó cấp ra mình đi vậy đó, mạng công việc nhà rồi là mình mới đi. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Mạng công việc nhà rồi vợ cho đi mình được đi quá không? Dạ. Thì nói chung em cũng đại diện nhà thuốc. À, hiện tại thì nhà thuốc là đang cần rất là cần thuốc, do thiếu thuốc á.